Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tìm bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Slovenia và San Marino trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại Euro 2024. Trận đấu này diễn ra vào lúc 23 giờ hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2023. Slovenia đã giành chọn 3 điểm ở trận gia quân, cụ thể là họ đánh bại Kazakhstan với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Nên nhớ đó là trận thứ 7 liên tiếp mà đội bóng này bất bại với 4 chiến thắng và 3 trận hòa. Còn nhớ tại Nations League năm 2022 thì đoàn quân huấn luyện viên Matija Zec cũng đã thi đấu không tệ khi chủ hạng thành công tại League B. Nên nhớ là bao đối thủ của họ lần lượt là Thụy Điển, Na Uy với Serbia vốn được đánh giá rất cao. Phong độ trên sân nhà của Slovenia lúc này cũng rất tốt khi 16 trận gần đây họ thắng 10, hòa 4 và thua 2. Trong khi đó về phía đội khách, San Marino luôn là đội bóng lót đường từ mọi giải đấu họ tham dự và mục tiêu chỉ là cạnh trong khi đó về phía đội khách, San Marino luôn là một đội bóng lót đường ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Với mục tiêu duy nhất họ tham dự đó là cọ sát và thí lĩnh kinh nghiệm. Ở trận gia quân vừa qua, đội bóng có tư hạng cấp nhất tại bảng xếp hạng FIFA đã để, để thua 0-2 trước Bắc Ireland ngay trên sân nhà. Đây là đối thủ vốn không được đánh giá quá cao. Ở vòng loại World Cup năm 2022 và tại League D Nation League năm 2022 vừa qua, San Marino đều xếp vào cuối bảng Thậm chí tại vòng loại World Cup 2022 họ không giành nổi một điểm nào. Sau 10 lượt trận chỉ ghi được một bàn và nhận 46 bàn thua. Nhận định về kèo bóng đá trận đấu giữa Slovenia và San Marino. Theo cách nhà cái châu Á, cả 5 lần đối đầu trong quá khứ Slovenia đều thắng cách biệt đối thủ này, trong đó có 3 trận thắng họ lần. Trong đó có 3 trận sân nhà họ lần lượt thắng 5-0, 6-0 và gần nhất là 4-0. Với màn thể hiện cực kỳ ổn định và hiệu quả trong thời gian gần đây, Slovenia đã thắng kèo ở 7 trận liên tiếp, trong đó từng đánh bại cả Na Uy ngay trên sân nhà và cầm chân Sekbi. Nên nhớ Na Uy và Sekbi đều là những đối thủ được đánh giá rất cao. Vì vậy, với lợi thế sân nhà, cùng đẳng cấp vượt trội, Slovenia được giá cao hơn Samarino ở trận đấu này và lựa chọn kèo trên là sáng suốt với người chơi. Về tỷ lệ bàn thắng cho trận đấu giữa Slovenia và San Marino, theo các chuyên gia thì nhìn chung, Việc chỉ nhận hai bàn thua trước Bắc Ireland ở trận gia quân cũng là một kết quả không tệ với San Marino. Trong đó họ thủng lưới một bàn hiệp 1 và một bàn hiệp 2. Trong khi đó về phía Slovenia, họ cũng chưa từng ghi nhiều hơn hai bàn trong 14 trận gần nhất trên mặt trận, kể cả trước các đối thủ yếu hơn như Đảo Sip hay Montenegro. Bên cạnh đó, để với thực lực yếu kém của mình, rất khó để San Marino có thể có bàn thắng danh dự trước Slovenia. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Slovenia sẽ kết thúc mà không nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn cửa xỉu là khả quan hơn trong trận đấu này. Đánh giá về kèo bóng đá Slovenia và San Marino, các nhà cái châu Âu cho rằng trong quá khứ thì cả 6 lần chạm trán giữa hai đội chiến thắng đều thuộc về Slovenia, thậm chí đó đều là những trận thắng cách biệt trước San Marino và San Marino không một lần có bàn thắng danh dự. Hiện tại San Marino đang là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Và thực lực yếu kém của họ được thể hiện ở Ligden Nation League năm 2022, cụ thể là họ thua cả 4 trận trước Mata Estonia và không ghi được bàn nào nhận được 9 bàn thua. Vì vậy, thất bại là điều khó tránh khỏi với San Marino trong chuyến học khách trên sân của Slovenia trận đấu này. Nhìn chung với lợi thế sân nhà và trước một đối thủ lót đường như San Marino, Slovenia chắc chắn sẽ tận dụng triệt để để có một trận thắng đậm, qua đó tạo ưu thế cũng như tích lũy điểm số cho hành trình giành vé vào vòng chung kết Euro 2024. Theo thống kê thì Slovenia cũng rất hiệu quả khi được chơi trên sân nhà, nên nhớ là cái là trận sân nhà gần đây họ đều thắng, đó hai trận thắng trước Na Uy và Montenegro. Còn nhớ tại vòng loại World Cup 2022, họ đánh bại cả Croatia ngay trên sân nhà vì vậy theo các chuyên gia Slovenia sẽ có một chiến thắng đậm trên sân nhà trước San Marino. Được biết trận đấu giữa Slovenia và San Marino trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày hôm nay 26 tháng 3 năm 2023. Theo bạn giữa San Marino và Slovenia đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.